BC60 của ai. Đang dời đất vô để làm nền nhà nha. Nào giờ cái ai quay chưa? Nào giờ cái ai quay chưa? Xe nhà cưng cái gì hết rồi, đi theo học. Người ta đi theo học ha. Biết lái vậy? Dạy này dễ dạy đi, không kêu không cho dạy. Không kêu không cho lái dạy chứ mà không. Gấp ha. Thì dễ thì đủ đất. Nhà là mình ghê hồn nha. Nhà cứng ở đâu? Nhật Nguyên. Ở sông sáng đó. Chậm chẹt đó hả? Coi chậm chẹt đó hả? Làm gấp để nghỉ Tết gì? Gấp đi học cách làm. Đúng lắm sao bác dĩ vậy ta? Giờ vô từ từ nha bạn, giờ vô trong làm cái nền nhà. Nhà này khúc ngoài hoàn thành này còn khúc trong quá trời. Cái nền này làm cái gì hết hồn bự vậy. Ngoài này muốn thổi cát á. Rồi từ từ vô nha bạn.
xe cũng lẹ quá nha bạn. Video của mình xin kết thúc tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của mình nha.